Đây là lần đầu tiên giáo viên và các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Hòa, huyện Minh Hóa được đọc sách trên xe thư viện lưu động, được tiếp cận với nhiều loại sách mới, bổ ích và phù hợp với lứa tuổi. Cháu cảm thấy rất vui và biết ơn Thư viện tỉnh Quảng Bình và cả cô Gan tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với nhà trường tổ chức một hoạt động về đọc sách. Hoạt động này rất là ý nghĩa và bổ ích. Việc trải nghiệm đọc sách tại xe thư viện có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các em bổ sung, hoàn thiện kiến thức, nâng cao vốn hiểu biết, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành trong học tập và cuộc sống. Đây là một cái niềm vinh dự của nhà trường, cũng như là một sự may mắn của các em học sinh để các em có điều kiện tiếp xúc với cái nguồn tri thức được nhiều hơn. Việc đưa sách đến với vùng biên cũng là giải pháp thiết thực góp phần xây dựng và phát triển hệ thống thư viện kiểu mới theo hướng chuẩn hóa, thân thiện, hiện đại, mang văn hóa đọc đến với mọi người, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cán bộ thư viện tỉnh của chúng tôi cũng có một cái buổi làm việc để sắp xếp sách khóa học đúng với đối tượng bạn đọc đến với cái vùng sâu vùng xa này, đó là những cái sách mà mang cái tính chất là giáo dục hướng nghiệp cho trẻ. Không chỉ tổ chức hoạt động sách đến với vùng biên, Công an tỉnh Quảng Bình còn trao tặng tủ đựng sách với trên 40 đầu sách và TV cho Công an xã Thượng Hóa, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hệ thống tủ sách pháp luật tại địa bàn cơ sở, cũng như nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách, đẩy mạnh phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong lực lượng Công an xã. Việc xây dựng tủ sách pháp luật của đơn vị thì giúp cho cán bộ Công an xã sẽ tiếp cận, nghiên cứu, học tập và vận dụng các cái chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cái công tác thực tế của địa phương. Với ý tưởng lan tỏa văn hóa đọc về với địa bàn vùng sâu vùng xa, đặc biệt đối với lực lượng công an xã vùng biên, việc phối hợp xây dựng tủ sách pháp luật không chỉ là sự kết nối tri thức mà đây còn là hoạt động mang giá trị nhân văn, thể hiện sự quan tâm sẻ chia đối với lực lượng trực tiếp gìn giữ an ninh trật tự tại cơ sở.